Vâng, em Dương xin chào các bác đã quay trở lại kênh YouTube cá nhân của em Dương Vinhome, chuyên quay chung cư biệt thự liền kề shop house tại dự án Vinhome Sơn Bắc Gia Lâm. Quỹ căn cho thuê chuyển nhượng giá tốt. Em làm tại công ty bất động sản Ngọc Hân Luxury, địa chỉ văn phòng Hải Âu 02 237 Vinhome Sơn Bắc Gia Lâm. Các bác nhớ đăng ký kênh để được em Dương tư vấn cũng như là nhận được những quỹ căn chuyên sâu về dự án các bác nhé. Các bác có nhu cầu thì hãy liên hệ cho bên em và em Dương. Hôm nay em sẽ quay cho các bác một căn mà chủ nhà đang muốn cho thuê trước mặt các bác đấy ạ. Căn Hải Âu 02, số nhà 89, đường Hải Âu 2, Vinhomes Bắc Gia Lâm. Căn này của chúng ta sẽ từ cái cột điện này đến cái cột điện này. Và nó là căn liền kề xẻ khe, được phép kinh doanh các bác nhé. Ở Hải Âu của chúng ta thì tất cả căn đều được phép kinh doanh. Các bác hãy cùng với em Dương vào xem thiết kế ngôi nhà. Và căn này hiện tại cũng đang có mức giá thuê rất là tốt các bác ạ. Đây, trục đường này của chúng ta là trục đường 30 m, trục đường huyết mạch của dự án các bác ạ. Vỉa hè là 6 mét rưỡi, thuận tiện để xe đúng không các bác, kinh doanh. Và chúng ta đi một đoạn nữa thôi, chúng ta đây phía tay của em đây là ra cái cổng của biển nước mặn này các bác này, cách tầm độ khoảng 100 mét thôi các bác ạ. Còn chúng ta đi lên đây tầm độ khoảng 250 mét chúng ta sẽ đến với trung tâm thương mại Vincom Ocean Park. Vị trí cũng tương đối là đắc địa. Em Dương xin tả qua thông số căn này. Căn này diện tích đất là 114 mét, xây dựng 3 tầng một tum theo phong cách của Đông Dương. Hướng nhà là hướng chính bắc các bác ạ, gần như là chính bắc. Căn này là liền kề xẻ khe. Giống như một căn biệt thự song lập các bác ạ. Nó có 3 mặt thoáng. À, em xin lỗi, có 2 mặt thoáng. À, mặt trước và bên hông. Bên hông của chúng ta nhìn nhận ra những cái căn xốp của thương mại dịch vụ Hải Âu 16, tương đối hút gió. Đây là diện tích xây dựng trong lòng này các bác này. Diện tích xây dựng dưới tầng 1 của căn này là 66 mét các bác ạ. Và tổng diện tích sàn xây dựng của 3 tầng một tum là 215 mét. Căn này ngày trước là cho thuê làm showroom bán thời trang đấy ạ, của một anh chị idol tương đối là nổi tiếng ở đây. Đã có trần này cao này, tường sơn bả này, điều hòa. Căn này thì không có thang máy các bác ạ, căn này chỉ có thang bộ thôi. Đây là nhà vệ sinh dưới tầng 1, nhà vệ sinh phụ. Chỗ này chỉ có bồn cầu, cầu thang cũng tương đối là rộng. Ở Hải Âu 02 thì hiện tại em Dương đang thấy cũng tương đối là nhiều các văn phòng công ty về kinh doanh rồi. Đây là không gian của tầng 2. Đây là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì chưa có sen tắm này. Có bồn cầu, có lavabo. Nhà vệ sinh thì tương đối to. Cầu thang để bên hông các bác nhé. Còn khi mà vào đây thì chúng ta sẽ có hệ thống cửa ngăn để điều hòa nó đỡ bị bay ra. Đây, không gian của tầng 2 cũng thiết kế một phòng. Đây là ban công tầng 2 các bác ạ. Ban công tầng 2 là ban công lối dài. Ban công lối dài. Trước nhà chúng ta là có hai cây sang ở hai bên. Đây, các bác có thể nhìn cái không gian bên hông của căn này. Căn này có cái ưu điểm là đường rộng, vỉa hè lớn, mặt tiền cũng rộng các bác. Đây, to thì em thấy là cũng tương đối là thẩm mỹ. Chúng ta lên không gian của tầng 3. Hiện tại thì những cái căn Hải Âu 2 này 90 mét thì đang chuyển nhượng mức giá là 19 tỷ các bác ạ. 100 mét cũng vậy. 150 mét thì đang dao động khoảng 29 đến 31 tỷ. Còn Hải Âu 3 thì em đang có những căn rơi vào 22 tỷ 150 mét. Tầng 3 thì chưa có điều hòa các bác nhé. À, đây có một cái điều hòa này. Đây, chúng ta có cái cửa bên hông. Tầng 3 này thì là ban công rời các bác ạ. Đối diện của chúng ta đây là những căn Hải Âu 3 này, à, Hải Âu 100 mét này các bác này. 100 mét mà tiền 5 mét. Những căn này đang giao dịch nó rơi vào tầm khoảng 18 đến 19 tỷ.
các bác có nhu cầu cần mua hay cần thuê hay là cần ký gửi thì hãy liên hệ với bên em nhé, công ty bất động sản Ngọc Hân Luxury, làm rất là chuyên sâu với thị trường Vinhome Ocean Park này. Đây là không gian của tầng 4 các bác ạ. Tầng 4 thì chỗ này chúng ta có thể làm cái kho hoặc là làm phòng thờ. Đây là không gian tầng 4. Sân phơi. Cái chỗ này là chắc bị bão số 3. Nó làm rơi xuống này các bác này. Các bác vừa rồi đã cùng với em xem tham khảo căn Hải Âu 02289 Vinhomes Park Gia Lâm. Các bác cần xem trong cũng như làm được giá chi tiết với chủ nhà cũng như là tìm hiểu thêm quy căn thì hãy liên hệ với bên em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác.